Thưa quý vị, sau đây là chi tiết kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu vừa được tiến hành tại phiên họp chiều nay, kỳ họp thứ 15 Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, người có chức vụ do Hội đồng Nhân dân thành phố bầu theo thứ tự tín nhiệm cao, tín nhiệm thấp có kết quả như sau. Ông Lương Nguyễn Minh Triết, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, 98%, 2%, 0%. Ông Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố, 92%, 8%, 0%. Bà Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, 90%, 10%, 0%. Bà Phan Thị Tuyết Nhung, Trưởng Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố, 86%, 14%, 0%. Ông Nguyễn Thành Tiến, Trưởng Ban Đô thị Hội đồng Nhân dân thành phố, 82%, 18%, 0%. Ông Lương Công Tuấn, Trưởng Ban Pháp chế Hội đồng Nhân dân thành phố, 94%, 6%, 0%. Ông Nguyễn Đình Khánh Vân, Trưởng Ban Văn hóa Xã hội Hội đồng Nhân dân thành phố, 76%, 22%, 2%. Ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 88%, 12%, 0%. Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố, 80%, 20%, 0%. Ông Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, 48%, 38%, 14%. Ông Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, 70%, 26%, 4%. Bà Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch, 68%, 30%, 2%. Ông Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, 80%, 20%, 0%. Ông Nguyễn Đăng Hoàng, Giám đốc Sở Lao động Thương binh và Xã hội, 40%, 44%, 16%. Ông Phan Thanh Long, Chánh Thanh tra thành phố, 74%, 26%, 0%. Ông Nguyễn Hà Nam, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, 74%, 24%, 2%. Ông Phùng Phú Phong, Giám đốc Sở Xây dựng, 56%, 40%, 4%. Ông Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính, 66%, 30%, 4%. Bà Lê Thị Kim Phương, Giám đốc Sở Công Thương, 62%, 32%, 6%. Ông Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên Môi trường, 66%, 28%, 6%. Bà Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư, 50%, 36%, 14%. Ông Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông, 74%, 24%, 2%. Bà Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, 74%, 20%, 6%. Ông Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố, 82%, 16%, 2%. Ông Lê Đức Viên, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ, 52%, 48%, 0%. Ông Phạm Tấn Sử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao, 50%, 44%, 6%.